Ngọc Ngân xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Ngọc Ngân muốn gửi đến mọi người một mẩu chuyện ngắn rất hay và ý nghĩa. Đó là học chấp nhận chính là chìa khóa của hạnh phúc. Kỳ thực, trên đời này không có ai có thể khiến chúng ta đau khổ ngoài chính bản thân mình. Và cũng không ai có thể mang lại hạnh phúc cho chúng ta ngoài bản thân mình ra. Học cách chấp nhận cuộc sống. Trong cuộc sống, không ai có trách nhiệm phải quan tâm đến sự tủi thân, uất ức của chúng ta. Cũng chẳng có ai có trách nhiệm phải quan tâm đến sự thất vọng của chúng ta. Vậy nên, chúng ta nên đối diện với những sự thật, càng phải học được cách chấp nhận vạn sự vạn vật trên cuộc đời này. Nếu như có ai đó thất tín với chúng ta chỉ trích họ, liệu có tác dụng thay đổi được gì không? Đương nhiên là không thể. Điều có thể chính là học cách chấp nhận, xem đó như là một bài học. Người khác lừa dối chúng ta phơi bày sự thật của họ, liệu có thể đảo ngược thời gian không? Đương nhiên là không thể. Vậy nên hãy chấp nhận nó, chấp nhận một sự thật rằng vì chúng ta có giá trị nên mới bị người khác lợi dụng. Nếu như có ai đó nói xấu bạn, bạn tranh luận đúng sai với họ, liệu có thể thay đổi thành kiến của họ không? Đương nhiên là không thể. Điều có thể chính là chấp nhận sự thật này và đường hoàng sống tiếp, không hổ thẹn với lương tâm. Trong cuộc sống, chúng ta không thể mong muốn tất cả mọi người đều thuận ý với mình. Kỳ thực, người đầu tiên phải nghe những lời nói xấu mà bạn lại chính là người nói ra chúng. Và cũng ví như khi người thân của chúng ta phải ra đi, chúng ta đau khổ, kêu gào, hỏi có thể mang họ quay trở về hay không? Câu trả lời chắc chắn là không. Điều đó có thể vẫn cứ là phải chấp nhận sự đau buồn đó. Cuộc sống chính là như vậy. Có hợp ắt có ly, bi thương ly hợp, đó là điều không thể tránh. Nắm chắc giây phút hiện tại. Thế gian vốn dĩ không có việc nào không thể làm, không có con đường nào không thể đi, chỉ có lòng người đủ quyết tâm hay không. Đau khổ, trở ngại, vấp ngã, yêu và hận, tất cả đều chỉ là những mảnh ghép của cuộc đời. Nhờ có chúng mà đời thêm màu sắc. Vậy nên hãy nắm chắc hiện tại, sống cho thực tế với chính mình trong mỗi phút giây. Có thể mỗi chúng ta đều luôn mơ ước và hy vọng ngày mai tươi sáng. Tuy nhiên, ngày mai có thật sự tươi sáng hơn không? Ngày mai, liệu chúng ta có thật sự bắt tay vào thực hiện những ước mơ, hoài bão của chính mình hay không? Chỉ có sống với hiện tại, chỉ có nỗ lực với hiện tại mới là sống cho ngày mai tươi sáng. Cuộc sống là không có chờ đợi ngày mai, hãy bắt tay vào làm sớm nhất có thể. Bảo trì thiện lương, bao dung, buông bỏ là chìa khóa hạnh phúc. Kỳ thực, mỗi một lần đau khổ chính là một lần trưởng thành. Có những lúc chúng ta khóc vì không thể có một đôi giày đẹp để đi, nhưng ngoài kia còn có bao nhiêu người ngay cả đôi chân còn khiếm khuyết. Vậy nên thà rằng khoan dung cho người khác chứ không cầu người khác khoan dung bản thân mình. Vì sao người khác ám hại chúng ta, đánh chúng ta, phỉ báng chúng ta mà chúng ta vẫn không nên hận họ? Dù bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng ta vẫn nên bảo trì một tấm lòng thiện lương, thanh tịnh. Là vì thiện lương chính là bản tính của mỗi người. Làm người, chúng ta không thể chọn con đường ác được. Bởi ác có ác báo, thiện có thiện báo. Trên phương diện tình cảm, bao dung cho khuyết điểm của người khác chính là bao dung cho chính mình. Trên đời này không có cuộc hôn nhân hoàn mỹ, hạnh phúc chính là thành quả của sự bao dung cấu thành. Cuộc sống thoải mái không phải là cuộc sống đầy đủ nhất, mà là cuộc sống có thể buông bỏ được nhiều nhất, buông bỏ ham muốn,
buông bỏ dục vọng, tham lam, buông bỏ so đo với người khác càng nhiều thì hạnh phúc càng nhiều. Suy cho cùng, vàng đầy kho, áo đầy nhà, biệt thự nghìn thước thì cũng nhài cơm ba bữa, áo quần hai bộ, tối giường một chiếc mà thôi. Tham lam mọi thứ cũng chỉ là vật ngoài thân, nhưng khổ lại ở trong lòng. Sống trong ánh mắt của người khác cũng chính là phó mặc cho cuộc đời, cho người khác quản, đó đâu còn là chính mình nữa. Mong cầu người khác hiểu mình không bằng tự hiểu được chính mình. Thế gian trăm nghìn biến hóa, lòng người cũng như gió thổi thuyền đưa, sớm chiều thay đổi cũng là điều dễ gặp. Vậy nên đâu là ý nghĩa cuộc đời, đâu là đạo lý nhân sinh? Chúng ta chỉ có thể hạnh phúc khi tìm được cho mình đáp án. Đau khổ của con người thông thường đều bắt nguồn từ những theo đuổi phù hoa của chính mình mà thôi. Khi con người học được cách chấp nhận với hiện tại và buông bỏ dục vọng càng nhiều thì đau khổ càng ít, hạnh phúc càng nhiều. Kỳ thực, trên đời này không ai có thể khiến chúng ta đau khổ ngoài chính bản thân mình. Và cũng không ai có thể mang lại hạnh phúc cho chúng ta ngoài bản thân mình ra. Quá khứ đã qua mà tương lai ta còn chưa tới. Đường đời sau này của mỗi chúng ta, sướng hay khổ, buồn hay vui, đều do chính mình quyết định. Học cách chấp nhận với thực tại chính là chìa khóa bước vào cánh cửa hạnh phúc của tương lai.